Đây là dòng máy mini có dây cắm trực tiếp vào ổ này. Thì gồm có dây cắm này, tay cầm và bộ đầu nhám. Bộ đầu nhám thì sẽ có 6 đầu. Nhưng chủ yếu mình sẽ dùng cái đầu nhám mài. Đây là cách sử dụng cái tay cầm. Tay cầm của máy mài mini có dây cắm trực tiếp vào ổ này. Mọi người xem ở trên thân máy, thân tay cầm thì có cái thông số là có từ 100 đến 240V. Đây là dòng điện ạ. Còn 50 đến 60 là vòng quay của một giây. Đó. Phần này là phần bật và tắt này, off là tắt này, on này là bật này. Sau khi bật lên thì mình sẽ điều chỉnh tốc độ nhanh và chậm lại này. Nhanh là đẩy lên, chậm lại là kéo xuống. Tiếp đến là cái phần thay đầu, thay các đầu máy mài. Đối với cái máy có dây cắm trực tiếp vào ổ thì mình sẽ phải dùng đến ngón tay cái. Mình giữ vào cái nút ở trên tay cầm. Ra đấy mình mở. Mình ấn tách một cái mình mở ra này. Mình mở ra. Mình mở ra, mình xoay, mình mở ra để thay. Mình sẽ dùng một cái đầu mài. Mình cho đây. Sau đấy mình sẽ vặn lại, vặn chặt lại. Vặn chặt lại. Đã xong. Mình đã thay xong cái đầu. Và ở dưới cái tip này này thì nó sẽ có cái rắc cắm. Rắc cắm để mình cắm vào đây.